Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, nhiều năng lượng và nhất là sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay mình đọc trên những tờ báo thì muốn cập nhật tin tức văn nghệ để chia sẻ đến tất cả quý vị. Hôm nay thì chúng ta có một cái tin buồn trong giới nghệ sĩ, giới minh tinh màn bạc, đó là nữ minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng đã ra đi. Và đây là những gì mà trên những tờ báo điện tử ở Việt Nam đưa tin và Cali Sài Gòn cập nhật và cùng đến chia sẻ đến tất cả quý vị. Cũng như quý vị cũng đã biết rằng Thẩm Thúy Hằng khi được có một cái biệt danh là người đẹp Bình Dương, phải không quý vị? Trước năm 1975 thì mình cũng vẫn còn nhỏ, nhưng mà sắc vóc và hình ảnh của cô Thẩm Thúy Hằng thì ở đâu đó trên truyền hình, và có đôi khi mình đi qua những cái rạp hát có những cái banh ron treo á, rất là đẹp, và lúc đó cô rất là nổi tiếng. Và mình cũng có nhớ rằng là có một vài bộ phim cô Thẩm Thúy Hằng đóng chung với lại nam diễn viên La Thoại Tân nữa. Nhiều cái bộ phim để lại mình thấy rất là hay, như là gì Tứ Quái Sài Gòn gì đó, mà trong khi đó có nếu mà mình nhớ không lầm, tại vì cũng xưa lắm rồi, lâu lắm rồi, như là Thanh Việt, Khả Năng, Phi Thoàn, Tùng Lâm hả, Ở Dưới Quê Lên, rồi Đi Tìm Việc Làm, sau này thành minh tinh. Đại khái là trong phim đó là như vậy đó, mà mình còn lâu lắm rồi, bây giờ mình không nhớ nổi. Thì nếu mà những tất cả các anh chị khán giả không ai xa lạ gì đến nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng, phải nói rằng là cô là một trong những người mà ngày xưa trước năm 1975 gọi là tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn thời lúc bấy giờ. Cô đã để lại biết bao nhiêu phim ảnh nghệ thuật, nâng tầm vóc nghệ thuật sân khấu điện ảnh lên tới một tầm mức quan trọng trước năm 1975. Cái thời đó nghe nói là cô cũng đã từng được giải ở bên Hồng Kông nữa, quý vị. Bây giờ thì cô đã ra đi mãi mãi. Nghe nói cũng có một vài người con ở bên Mỹ này về. Bây giờ chúng ta cùng với nhau chia sẻ cuộc đời của cô Thẩm Thúy Hằng, một đời vàng son và lận đận. Minh tinh Thẩm Thúy Hằng là biểu tượng nhan sắc của thập niên 1960 và 1970, cuối đời tu tại gia, sống ẩn dật sau nhiều biến cố. Tình nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng qua đời ở tuổi 83 khiến làng sân khấu điện ảnh thương tiếc. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết bà nghẹn ngào một lúc mới nói nên lời. Từng sát cánh bên nhau hàng chục năm, tôi buồn vì không ở cạnh đàn em vào phút cuối của cuộc đời. Nghệ sĩ nói như thế. Và đây là hình ảnh của cô Thẩm Thúy Hằng thời lúc mà còn trẻ đó quý vị. Đây chứ. Nhan sắc đó đúng là xứng danh với cái tên là người đẹp Bình Dương mà người đời đặt cho cô ấy. Và cô Thẩm Thúy Hằng từng là biểu tượng đỉnh cao về nhan sắc lẫn tài năng, với gia tài hơn 60 phim. Và cô Thẩm Thúy Hằng cùng nghệ sĩ Thanh Nga, diễn viên điện ảnh Kiều Chinh là kỳ nữ Kim Cương, được mệnh danh là tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn trước năm 1975. Thì trong đó là có Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương và Kiều Chinh. Cơ duyên đưa Thẩm Thúy Hằng đến làng giải trí từ sớm, khi được một người bạn thân gửi tờ quảng cáo về cuộc thi diễn viên do hãng Mỹ Vân, một trong những hãng phim danh tiếng của thập niên 1950, tổ chức. Mơ một ngày được xuất hiện trên màn bạc, cô gái Nguyễn Kim Phụng, tên thật là của Thẩm Thúy Hằng đó, khi ấy lén gia đình ghi danh,
ban giám khảo. Cuộc thi ấn tượng với lối nhập vai tự nhiên, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt giàu biểu cảm của bà. Vượt qua hơn 2.000 thí sinh, bà đoạt giải nhất. Nét xuân sắc một thời của nữ diễn viên Thẩm Thí Hằng phải gọi là đại minh tinh màn bạc mới đúng. Thiếu nữ 16 tuổi từ đó bước vào nghiệp diễn với tên Thẩm Thí Hằng, một nghệ danh bà tự nghĩ. Nghệ sĩ từng cho biết chọn tên này vì thích con sông Hằng ở Ấn Độ. Thẩm là họ của hai người thầy bà mến mộ, nhà văn Thẩm Thệ Hà dạy văn và nhạc sĩ Thẩm Quánh dạy nhạc cho bà. Còn Thúy là tên của một người bạn rất thân. Thẩm Thúy Hằng gặt hái trái ngọt ngay từ chặng đầu bước vào nghề của mình. Bước ra cuộc thi thì bà được hãng chọn đóng vai chính trong Tam Nương trong phim điện ảnh Người Đẹp Bình Dương, địa danh xưa của Trung Quốc. Tác phẩm do đạo diễn Thành Châu, tức nghệ sĩ nhân dân Nam Châu, biên soạn dựa trên tích xưa kể về cô gái xấu xí vốn bị gia đình ghét bỏ. Nhờ Suối Tiên, cô thoát xác trở thành thiếu nữ kiều diễm, nỗ lực vượt mọi gian truân. Cô kết duyên và sống hạnh phúc cùng một chàng trai rất là khôi ngô. Cốt truyện đơn giản, mô típ vốn không lạ so với nhiều tác phẩm cùng thời. Nhờ cái lối diễn xuất cuốn hút, nhan sắc cải của Thẩm Thúy Hằng, bộ phim tạo nên hiện tượng thu hút đông đảo công chúng khi ra rạp vào dịp Noel năm 1957 và đầu năm 1958. Tên phim cũng trở thành danh xưng khán giả đặt cho Thẩm Thúy Hằng, Người Đẹp Bình Dương. Giúp bà trở thành mỹ nhân được săn đón bậc nhất của làng điện ảnh chỉ sau tác phẩm Đầu Tay. Sự nghiệp Thẩm Thúy Hằng tiếp tục sáng tỏ với liên tiếp các phim thành công về mặt thương mại. Sau thắng lợi của Người Đẹp Bình Dương, hãng phim tiếp tục dồn sức lấy tên tuổi bà thành ngôi sao của phim Ngu Lan Chức Nữ. Phân cảnh chức nữ từ biệt người tình bay về trời trong sương khói lãng đãng, cùng tiếng nhạc du dương do Phạm Duy biên soạn, trở thành một trong những phân cảnh kinh điển của tác phẩm Ngu Lan Chức Nữ Việt Nam. Một thời, các cát-xê của Thẩm Thúy Hằng thuộc hàng kỷ lục trong làng phim. Trong một lần chia sẻ với báo chí của thập niên 1970, Minh Tinh cho biết mức thù lao của bà là 1 triệu đồng cho một vai diễn, tương đương là 1 ký vàng 4 số 9 thời bấy giờ. Đây là nhan sắc của cô lúc mà đóng phim đó quý vị. Đẹp không một vết tì luôn hả bà ha. Thẩm Thúy Hằng không bó buộc trong những vai người đẹp mà hướng đến nhân vật đậm chiều sâu của số phận. Cuộc sống trắc trở trong Tơ Tình năm 1963. Bà thử sức với khả năng ca hát khi vào vai chính Lệ Trinh, một ca sĩ nổi danh của phòng trà tại Sài Gòn lúc bấy giờ, trong phân đoạn nhân vật cất giọng hát để trải lòng với mối tình ngang trái. Lối diễn nhập tâm của Thẩm Thúy Hằng khiến đạo diễn Lê Mộng Hoàng xúc động. Với vai Nàng 1970, bà đóng vai Vân, một cô gái mồ côi số phận trưng chuyên, trong cảnh Vân bị ông chủ dùng vũ lực cưỡng ép tình cảm. Nét diễn của nghệ sĩ tạo thương cảm trước ánh mắt bẻ bàng, vẻ tủi nhục cam chịu sau phân cảnh Vân hát cho tình lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình, để nỗi thay nỗi lòng qua chất giọng của Khánh Ly, ca khúc trở thành nhạc phẩm trữ tình được công chúng rất là yêu thích. Tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng còn vươn lên tầm của Châu Lục năm 1974. Bà cùng nghệ sĩ Thanh Nga, Kim Cương dự liên hoan phim Châu Á lần thứ 20 tại Đài Bắc, Đài Loan. Ký giải đó, điện ảnh trong nước được vinh danh với giải nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Thanh Nga. Phim Nắng Chiều, một thoáng đam mê, còn Thẩm Thúy Hằng được trao giải đặc biệt là ảnh hậu Á Châu, nữ diễn viên nổi tiếng nhất của năm. Trong một đoạn video phóng sự, khi tên Minh Tinh
được xướng lên, khán giả phòng dành cho bà tràn vỗ tay vang dội. Hồi nãy mình nói lộn là ở Hồng Kông nhưng thật ra là ở Đài Bắc quý vị. Mình nhớ lộn, lúc đó mình cũng còn nhỏ lắm. Với sân khấu, bà thành danh trong cả vai trò bà bầu lẫn soạn giả. Biên kịch Thẩm Thúy Hằng, một thời nổi tiếng với loạt vở Người Mẹ Già, Suối Tình, Đôi Mắt Bằng Sứ trên sân khấu của cải lương. Bà đóng đinh với vai vũ nữ Cẩm Lệ trong vở Bóng Chim Tâm Cá của đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Khi ban kịch của bà giải thể, bà chuyển sang hoạt động ở đoàn kịch Kim Cương, tiếp tục tạo tiếng vang với vai Phồn Y trong vai vợ của Lôi Vũ. Sinh thời thì Thẩm Thúy Hằng từng nói đời bà nhiều nỗi buồn. Thời trẻ, bà lẳng đận trong tình cảm lấy chồng thuở đôi mươi do cha mẹ sắp đặt. Sau 5 năm chung sống, có một người con hôn nhân gãy gánh khi bà đang ở tuổi đỉnh cao của trong nghề. Vài năm sau, hạnh phúc mới đến với Thẩm Thúy Hằng khi bà kết hôn cùng với một tiến sĩ kinh tế hơn bà 20 tuổi, người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp bà sau đó. Khi bốn người con khôn lớn thành đạt và định cư ở nước ngoài, bà cũng dần giã từ sân khấu, dồn tâm sức vào chuyện thiện nguyện. Vào thập niên 1990, sau những biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ, Thẩm Thúy Hằng chọn lối sống ẩn dật, tránh tiếp xúc với đồng nghiệp và công chúng. Từ giả hào quang, bà tu tại gia, tìm niềm an nhiên trong lời kinh tiếng kệ. Nghệ sĩ Kim Cương cho biết Thẩm Thúy Hằng từng tâm sự rằng với bà, tu hành là một cách giải thoát để gửi thân nương náu nơi cửa Phật. Quên đi những tiếc nuối thời vàng son, thời mà son sắc đó, để có được sự thanh thản. Dù vậy, nghệ sĩ vẫn không quên đam mê với sân khấu. Năm 2006, bà ra mắt hài kịch Bản Thân Hạnh Phúc, Nụ Cười Và Nước Mắt, nội dung đậm chất triết lý về lẽ vô thường được mất ở cuộc đời như thế nào. Phong thái của Thẩm Thúy Hằng hào sảng, ung dung cũng là điều các đồng nghiệp cảm nhận từ nơi bà vào tuổi xế chiều. Đạo diễn Thanh Hiệp nhớ mãi lần tiếp xúc với bà ngày trước, thắc mắc về thói quen hay dùng son mới trước mỗi xuất diễn. Anh được nghệ sĩ giải thích rằng bà thường tặng lại son cho các diễn viên trẻ của đoàn vì thương họ thiếu thốn. Sau đó mới mua cây mới. Chỉ là vậy, luôn nghĩ về lớp trẻ và vẫn luôn là một phồn y tinh tế bao dung trong Lôi Vũ. Diễn viên Hồng Ánh cho biết, thời bé chị lần đầu được xem kịch trực tiếp ở vở Lôi Vũ. Ngày ấy, khán giả xếp hàng dài trước cổng công viên Tao Đàn của thành phố Hồ Chí Minh để chờ vào rạp xem Thẩm Thúy Hằng diễn vai phồn y, Quỳnh Thanh Trà đóng vai Chu Phát Viên. Hồng Ánh nhớ như in tạo hình của bà với sườn xám gắm, găng tay đen, giày gót nhọn, kính vuông đen, son đỏ thẫm, vòng eo con ong. Bà vừa xuất hiện, cả hội trường vỗ tay không ngớt. Nghe tin cô mất, những hình ảnh xem kịch ngày còn bé ùa về trong tôi. Ra đi trong ngày giỗ tổ sân khấu, ngày Tết của nghệ sĩ, chắc cô hạnh phúc lắm, Hồng Ánh cho biết như thế. Để chia sẻ một ít về thông tin của cô Thẩm Thúy Hằng. Cô sinh vào ngày 20 tháng 10 năm 1940 và ra đi vào ngày 6 tháng 9 năm 2022. Bà sinh ra tại Hải Phòng, là một diễn viên người Việt Nam được xem là ngôi sao sáng nhất của điện ảnh thương mại miền Nam Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1950 đến cuối thập niên 1970, bà tham gia nhiều bộ phim, trong đó nhiều phim hợp tác với Mỹ, Philippines, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản. Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được biết tới tại các nước trong khu vực. Tên thật là Nguyễn Kim Phụng.
Bà mất và dưỡng dương được 82 tuổi tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Với những bộ phim mà cô Thẩm Thúy Hằng đã tham gia như là Người đẹp Bình Dương 1958, Áo dòng đẫm máu 1960, Oan ơi ông Địa năm 61, Tơ tình 63, Bóng người đi 64, năm 70 thì là Nàng 71, Như hạt mưa xa 72, Sống tình năm 73, Tứ quái Sài Gòn, Đẹp vụ tìm vàng, Năm Phú Hề về làng năm 74 và Dẫn mặt tử thần năm 1975. Sau năm 75, tham gia các bộ phim Như thế là tội ác, cái bộ này mình có coi, Hồ sơ một đám cưới, Đám cưới chạy tan năm 80, Ngọn lửa Rong Chung mình cũng có coi luôn, hình như là đóng với lại nam diễn viên Lý Quỳnh thì phải. Yeah. Trước khi mình ra hải ngoại thì mình có coi cái bộ phim này. Nơi gặp gỡ của tình yêu 1980. Và cô có được những giải thưởng như thế này. Năm 1964, danh hiệu Hoa hậu ảnh toàn châu Á. 72-74, diễn viên xuất sắc châu Á tại Liên hoan phim Đài Bắc, ảnh hậu Á Châu. Trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hồng Kông và Đài Loan. Như vậy là mình không có lầm, là cô cũng có nhận giải tại Hồng Kông nữa. Năm 73, giải Kim Khánh ảnh hậu quốc gia. Năm 82, giải nữ diễn viên khả ái nhất của Liên hoan phim Moscow và Tuscan tại Liên Xô. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những thông tin của cô Thẩm Thúy Hằng. Xin chào vĩnh biệt, một ngôi sao, một diễn viên Đài Minh Tinh màn bạc của Việt Nam trước 75 và sau 75. Người đẹp Bình Dương, Thẩm Thúy Hằng.